Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC. Thì hôm nay mình thấy có một số tín hiệu trên cái biểu đồ D1 về xu hướng của Bitcoin. Thì mình làm video này để update cho mọi người những cái tín hiệu mới nhất, những cái xu hướng mới nhất của Bitcoin. Thì nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất mà mình làm. Ok, quay trở lại với lại nội dung chính của video. Thì thực tế trong quá trình Bitcoin nó chạy thì mình đã có một cái số cái lệnh và một số cái xu hướng mà mình đã gửi tới các anh em từ trước. Đấy, khi mà có những cái lến pin như này đấy, thì mình nhận định là với cái pin như này thì giá nó sẽ có thể đảo chiều và giảm về đến vùng 44 là cái vùng mà mình mong chờ nhất. Đấy, nhưng mà trong quá trình từ cái cây pin này, đây là cái lệnh đầu tiên, tức là mình có một cái lệnh đầu tiên cho hô hào em bán khi mà cây pin này kết thúc. Đấy, bán ở dưới đây, nhưng mà sau đấy giá nó chỉ về được vùng 36 và tiếp tục quay trở lại lên đây test lại cái vùng này và không phá nổi cái vùng 49 này. Thì tại đây mình tiếp tục cho anh em bán thêm một lệnh nữa ở tại cái vùng 485, 486 đó. Thì khi mà bán ở đây tiếp tục giá lại quay về đây nó test vùng này, thì ở đây mình nhận định câu chuyện là khi mà một lần này tiếp tục nó sập như thế này thì nó khả năng rất cao phá qua 36 và về đến cái vùng 44. Đó, về đến vùng 44 thì nó tức là nó tiếp tục tiếp diễn như nào thì chúng ta sẽ tiếp những cái vùng 44 là cái vùng mà có thể giá về đến nhất. Đấy, khi mà giá nó này, đấy, giá bắt đầu thành cây pi doji này thì sẽ lưỡng lượng bắt đầu là một cây giảm rất là mạnh này. Tiếp theo ngày sau đó là một cái cây pin giảm rất là đẹp này. Hay sau đấy là nó lại là một cái bên bên mua nó mua quay ngược trở lên thì cái lực mua rất là mạnh này, các bạn nhìn thấy này, cây đến ngày này, xong đến cây đến ngày tối hôm qua, cái bây giờ trước tối hôm qua thì nó vẫn là một cái cây đến ngày rất là đầy đủ, rất là mạnh. Đấy, thì mình thấy là cái xu hướng của mình nó đang tức là hơi fail. Hơi fail cho câu chuyện là nó không phá đây luôn mà nó lại quay ngược trở lại tăng, nó test lại cái vùng đỉnh này. Nhưng mà sao, nhưng mà thực ra thì cũng có rất nhiều các bạn là chửi bới, có nhiều rất nhiều các bạn nói là thế này thế kia rồi là tăng lên 100k cho. Thực ra câu chuyện đấy thì nó không phải là không có thể xảy ra. Đương nhiên nó vẫn có thể xảy ra. Nhưng mà câu chuyện là bây giờ giá nó tăng từ 3.000 lên đến 65.000, nó giã cho về 30.000 thì cái xu hướng trước mắt của nó vẫn đang là giảm. Bây giờ muốn muốn tăng lên được đến 100.000, 150 hay 1 triệu đô thì nó phải phá được cái mốc 65k thì nó mới xác nhận cái xu hướng, nó mới xác nhận lý thuyết thế nào. Nó phải phá đỉnh thì nó bắt đầu nó mọi người tất cả mọi FOMO, mọi ánh nhìn thì nó mới có thể tăng lên được. Nhưng bây giờ hiện tại cái vùng 60k còn chưa đến được, chưa chưa test được, mà nó mới chỉ 55 thôi. Thì đương nhiên cái xu hướng mà tức là nó lên về đây xong nó bị dập xuống thì nó cũng là điều bình thường. Câu chuyện giá cả thì đương nhiên nó là vậy, có thể tăng được thì cũng có thể giảm được. Nên chúng ta phải nhìn một cái rất rõ ràng hơn, không phải cứ FOMO theo giá, FOMO theo cái đà tăng. Bây giờ nó từ 30 tăng đến 50 nghìn thì câu chuyện nó điều chỉnh là bình thường. Mình cũng chưa nhận định nó là sập hay không sập, thì sập hay không sập thì nó chỉ là một cái nhìn xa. Bây giờ giá các bạn quay trở lại, các bạn nhìn lại từ cái những cái năm trước. Bây giờ giá từ từ ngày xưa từ mấy trăm nó bắt đầu tăng lên 20 nghìn. Từ 20 nghìn nó sập về còn có 3 nghìn. Thì câu chuyện là nó giã từ 60 nghìn, 65 nghìn về đến 20 nghìn là hoàn toàn bình thường. Chỉ mới chia ba thôi mà nó vẫn là bình thường lắm, cái điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra. Chơi nó là xác suất, đến cả một chơi kỳ cựu như Peter Brand của phố Wall chẳng hạn, ông ấy rất nổi tiếng và cũng 40 năm trên thị trường rồi, được chứng minh rồi, thì cái tỷ lệ thắng của ông ấy chỉ khoảng tầm từ 40 đến 45% thôi. Đấy, tức là cứ mỗi 10 kèo thì ông ấy chỉ thắng khoảng tầm 4 đến 5 kèo thôi, không nhiều không hề nhiều. Nói thế là chơi có đúng có sai không có vấn đề gì cả, đương nhiên các bạn chửi thì là việc của các bạn. Còn trong quá trình chúng ta chơi, ok, thì thực ra thì cái xu hướng của mình nó vẫn chưa fail hoàn toàn. Khi mà nó từ vùng 36 này nó tăng ngược trở lại, mặc dù rất mạnh này, nó tăng ngược trở lại, nó tăng đến cái vùng kháng cự hỗ trợ rất là mạnh, cái đỉnh trục cũ trước nó tạo đó, cái đỉnh cũ trước nó tạo, và nó không không phá được cái vùng này, và nó đang xuất hiện những cái tín hiệu của bên bán quay trở lại, có thể tiếp tục từ đây nó sẽ giảm xuống rất là mạnh. Ok, đấy thì là một số cái ý mà mình muốn truyền đạt với các bạn. Thực ra thì làm cộng đồng thì sẽ có người này kia, đương nhiên là chúng ta không thể đi hết được và cũng phải bỏ qua. Ok, thực ra thì mình làm quá quen ở trong nghề này rất là lâu rồi thì mình cũng gặp rất là nhiều người như vậy. Nhưng đương nhiên một số thành phần đấy thì chúng ta vẫn phải nói và vẫn phải nhắc nhở. Chúng ta nói vậy thôi chứ còn chúng ta cũng không để tâm đến họ nhiều đâu, việc mình làm cứ làm thôi. Thì ok, câu chuyện là chơi có đúng có sai, có thắng có thua, có xác suất. Chơi là xác suất mà, đúng không? Đương nhiên là câu chuyện là mình cũng không thể làm mà mình đúng hết được, mà mình đúng hết thì chắc chắn là mình không đang ngồi đây nói chuyện với bạn, và thứ hai là mình nổi tiếng lâu rồi à, đúng không? Thì thực ra chỉ có ai hiểu về chơi thì mới biết được câu chuyện chơi nó như nào rồi. Ok, nói qua một chút về cái xu hướng thì về về câu chuyện cũ
về những cái định hướng cũ thì thực tế cái kèo của mình cho bán tại đây thì nó vẫn chưa fail này, cái kèo ở đây một này. Còn cái kèo mà mình bán là 485, 486 thì nó đã fail và chạm một cắt lỗ này. Thế cái kèo này vẫn còn nguyên và cái xu hướng nó vẫn đang giữ lại, bên bán nó vẫn đang chính như thế. Đó thì xu hướng của ngày hôm nay thì thực ra cái cây đến tháng hôm hôm nọ đóng thì với như cái lực như này thì cũng không nói được gì nhiều cả. Nhưng mà với cây đến ngày, thực ra hôm nay thì cây đến ngày thì thực ra thì có một cái tín hiệu nó rất là rõ ràng, nó cũng là sớm nữa. Thì để khẳng định được là câu chuyện là nó có giảm quay đầu hay không thì thực ra là tùy nhìn nhận của mỗi người. Nhưng với mình thì đây là một cái tín hiệu thứ hai, tức nó test lại lần thứ hai của cái đỉnh cũ này. Đây chính là cái vùng hỗ trợ kháng cự lần thứ hai nó test lại và nó không thành công nhưng câu chuyện nó phá được thì với mình đây là một tín hiệu đảo chiều rất là mạnh mẽ. Đó, thì với các bạn của mình không biết thế nào nhưng với mình nó là một tín hiệu rất là mạnh mẽ. Kết hợp với việc nó tạo thành một cái cây pin ba giảm ở ngay cái vùng này. Hiểu đơn giản là hiểu đơn giản, thực ra từ cái đà này thực ra mình cũng đã nghi ngờ trong câu chuyện là khi mà giá nó từ cái vùng 36 nó tăng rất là mạnh hai cây ngày liên tiếp, đến đây tối hôm qua nó vẫn là một cái cây tăng đầy đủ rất là mạnh mẽ. Nó test lại cái vùng hỗ trợ vùng kháng cự này. Và đương nhiên là mình cũng đang chờ xem là liệu nó có phá được không. Với cái lực này thì mình cũng cũng đã cảm nhận được cái câu chuyện là với xu hướng mình mà đang dự đoán xuống thì nó vẫn đang đang bị fail. Nó đang bị fail mặc dù nó chưa phá cái vùng kháng cự này, nó chưa fail đâu. Bây giờ nó phải phá cái vùng kháng cự này, nó vũ chạm cắt lỗ thì nó mới fail cái xu hướng của mình. Và bây giờ nó chưa chạm nhưng mà với những cái lực tăng như vậy thì bản thân mình cũng đã có những suy nghĩ update khi mà nếu mà nó phá đây thì mình xác định xu hướng nó sẽ tiếp tục nó tăng chứ không phải là cận đảo chiều giảm. Đấy, nhưng mà trường hợp nó phá đây cơ mà nó đóng mạnh mẽ, tức nó đóng hẳn một cây lên ngày qua đây, nó không bị dập xuống. Đấy, nhưng mà mình cũng đã nghĩ đến kịch bản mà nó về đến đây xong bắt đầu nó bị bên bán như quay trở lại đóng thành một cây pin ngày. Đó, thì cái xu hướng đấy thì thực ra trong cái nhóm group mình cũng đã, tức là về vùng này thì mình đã có, thực ra có một cái cây nến 15 phút nó đâm hẳn qua cái vùng này, nó gần như là đâm qua, thì mình cũng post lên cái group của mình là mình nếu mà cây này nó đóng, nó rút chân nó quay trở lại thì mình sẽ bán tại ở cái vùng cây rút chân đề, mình sẽ bật luôn cho các bạn. Đây các bạn có nhìn thấy cây 15 phút không? Chính cây 15 phút này nó đẩy lên đây, nó test lại cái vùng này và sau đó nó rút chân quay trở lại. Thì đây là cái tín hiệu mà mình đã mong chờ mà mình bán sớm một cái lệnh ở 5.150. 50.150. Nhưng mà cái lệnh bé thôi, mình sell test trước. Đấy, thì tại đây mình đã bán ở đây rồi. Thì mình có leo trong group, mình cũng có gợi ý cho anh em ở group nhưng mà thực ra là cái đánh đảo chiều nó cũng hơi rủi ro nên mình cũng không muốn post. Phải chờ cái đến ngày nó xác nhận cơ thì mình làm đây như bây giờ đây thì mình nó đóng cái đến ngày thì bắt đầu mình mới làm video. Thì tại đây khi mà cái cây đến này đây, nếu mà nó đóng quả hẳn ở đây, nó đóng mạnh mẽ đây. Nhưng tiếp sau đó nó lại rút chân về đây một chút và đóng thành cây 15 phút. Lại một cây đỏ như này. Thì đây là một cái tín hiệu nó quay trở lại. Đó thì với cái tín hiệu của cái xu hướng Bitcoin đợt này thì thực ra ngoài câu chuyện là thứ nhất là nó từ vùng 36 nó test lại vùng kháng cự này. Đó, nhưng mà nó lại không khẳng định được cái xu hướng chính là xu hướng tăng. Sau đó bị biên bán ngược quay trở lại, đóng nút chân thành một cây pin giảm rất là mạnh mẽ. Đó, bên bán nó quay ngược trở lại. Đấy, nó về đến đây cái nó quay ngược trở lại, nó bán thành cây đến rút chân cây pin. Thì đấy là cái tín hiệu mà mình muốn gửi tới các bạn. Nó không phải là gì quá là nhiều nhưng mà nó cũng là một trong những cái tín hiệu đảo chiều rất là mạnh mẽ đối với mình. Đấy, thì ngày tiếp theo thì nếu mà ngày tiếp theo mà là một ngày giảm mạnh nữa, có thể về đến vùng này chẳng hạn vùng 476 hoặc là vùng 4748, tức là vẫn đóng một cái cây giảm như này thì cái câu chuyện đảo chiều nó đã rõ ràng hơn. Đấy, đợt này thì nó vẫn có cái câu chuyện là về phải về test lại cái vùng 44 này. Đó, muốn 44 phá được 44 thì bắt đầu sẽ về đến cái vùng 40 42 này. Thì vẫn như mình dự đoán đó thì cái vùng đầu tiên thì thực ra thì nói đúng hơn thì vẫn phải là vùng 36 này. Ok chưa? Thì vẫn phải phá đây thì mới đến được đây cả. Đó. Nhưng mà cái vùng 36 thì mình nghĩ nó phá qua thôi, nó đang vùng vàng ở đây chán, nó test đi test lại nhiều lần thì nếu mà nó phá qua thì nó sẽ ưu tiên nó phá qua đây. Đấy, và qua 344 à 444 46 này sẽ tiếp tục là về đến 47 à 44. Vùng qua sau đấy 440 42 thì nếu mà đợt này nó đảo chiều nó quay hẳn cái xu hướng thì mình nghĩ là nó sẽ về sâu hơn nữa. Đến 1.000 xa hơn thì nó là khoảng tầm 440 42 là vùng xa hơn. Nhưng cái vùng mà mình kỳ vọng mình thấy thực tế nhất giá có thể về đến được là cái vùng 44 này, là cái vùng có thể đến nhất. 46 thì sẽ đến đầu tiên và sẽ phá qua đây. Thì trong cái xu hướng ngắn hạn, trong cái xu hướng nhỏ chẳng hạn thì nếu mà trong 15 phút chẳng hạn thì nó có thể nó sẽ quay trở lại nó test lại đây, nhưng với cái thực ra với cái xu hướng đi như này giá đang mạnh như này thì mình nghĩ là việc nó test lại cái vùng kháng cự trước nó tạo đây thì nó rất là khó, khả năng nó sẽ đi luôn xuống này. À, nó từ đây nó đi luôn khoảng tầm xuống đây chẳng hạn, xong rồi nó quay lại nó hồi đây hoặc là hồi lại hẳn trên này xong tiếp tục đi xuống.
Nhưng với Hường đi cái 15 phút này thì không biết là có rút chân này, nếu mà rút chân thì khả năng nó cao nó sẽ quay lại nó test cái vùng này. Nó đi đến đây xong bắt đầu nó tiếp tục nó giảm xuống. Đó, giảm xuống đến đây chẳng hạn. Đó. Nhưng với xu hướng khả năng nếu mà nó giảm mạnh tiếp tục nó lại nhấn chìm hết cái đà tăng của ngày hôm trước ấy, thì nó có thể nó sẽ quay trở lại nó test hẳn về đây này, nó test hẳn cái vùng này. Tức là giá nó đi luôn xuống đây. Đi xuống đây hoặc đi xuống đây hoặc đi xuống vùng này. Và sau đó có thể quay trở lại nó test lại đây. Đấy, sau tiếp tục đi xuống. À, đây là cái kịch bản trong ngắn hạn có thể là diễn ra, nhưng với lực đà 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 tăng rất là mạnh, nhưng bây giờ đến cái lực giảm thì nó cũng mạnh không kém, thì thực ra chúng ta phải lưu ý nếu mà các bạn vẫn nghi ngờ trong cái câu chuyện là giá nó có thể giảm tí xong nó có thể có câu chuyện là gì, nó có thể là đà tăng từ đây đến đây xong sau nó lại giảm hồi điều chỉnh tiếp tục tăng tiếp để quay lại test đây và phá đỉnh này thì cũng có thể, nhưng với cái lực như này thì mình nghĩ là với cái vùng như này là cái đợt sideways này đã quá là nhiều ở cái vùng này rồi thì mình nghĩ câu chuyện đảo chiều hơn. Thì các bạn có thể nếu các bạn nhận định nó vẫn là tăng nhé thì cũng các bạn có thể là có thể mua vùng này đấy, là nhưng mà đã tăng thì mình không khuyến khích nhé. Nếu mà đang giảm như này thì chả dại gì mà đâm vào và mua cả. Thực ra cái vùng này cách action đáng chú ý nhất và nên làm nhất ở đây thực ra là thoát ra USTD. Nếu bạn nào không bán, không có tư duy bán sớm thì thoát ra USTD là cái câu chuyện bảo toàn rủi ro tốt nhất cho mình thời điểm này và cũng là cách nên làm nhất. Nó có thể tăng được thì cũng có thể là test lại cái vùng 50 51 này. Cái tỷ lệ RR nó cũng không nhiều. Hoặc nếu mà nó quay đầu nó giảm chẳng hạn thì nó sẽ giảm rất là sâu, cắt lỗ rất là xa. Đấy thì câu chuyện rủi ro rất là nhiều thì tùy chúng ta thôi. Đúng sai là chúng ta chịu của mình là người đưa ra ý kiến, nhưng các bạn có vào theo mình thì mình cũng không phải là người mất tiền. Mà các bạn là người mất tiền thì đương nhiên các bạn nếu mà xác định theo kèo ai hoặc là vào ai hoặc là theo ý kiến của ai thì bản thân của mình vẫn phải có một cái plan cho mình, phải có kiến thức để mình hình dung được là mình lên theo cái kịch bản nào, mình lên theo action như nào thì chúng ta vẫn phải có kiến thức, chứ không thể là ngất nhất nghe theo ai được. Nếu nghe theo ai thì cái trường hợp mà thị trường nó biến động mạnh người ta không kịp cập nhật thì mình cũng không biết làm gì cả đấy, nên lúc đấy sẽ đưa ra những cái hành động rất là ngu xuẩn, rất là sai lệch, lúc chúng ta nhìn chúng ta hối hận đó. Thì trên đây là một cái tín hiệu, cũng một số vài lời mình gửi tới anh em để cho anh em cập nhật thêm. Thì với cái xu hướng hiện tại cũng như mình nói đây, với mình thì mình cũng vẫn thấy được là bên mua nó chưa hoàn toàn thắng ưu thế, bên mua nó mới mua quay trở ngược trở lại nó test lại cái vùng hỗ trợ kháng cự trước mà nó đã tạo cái vùng cung, trước nó tạo vùng cung này, cùng vùng cung cực kỳ mạnh đấy, trước nó tạo một cái pin như này đấy, bây giờ nó tiếp tục nó tạo cái pin như này thì nếu mà đúng ra chúng ta nhìn thấy thì đây chính là cái mô hình hai đỉnh, gọi là về kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy mô hình hai đỉnh. Đó, mô hình hai đỉnh. Đấy, tiếp theo thì nó có thể nếu mà phá lách đai qua 6 này nó sẽ về về nguồn 4. Đây là cái đỉnh thứ hai. Bây giờ phải chờ vào giá giá hiện tại đang đi lên đây và chờ lại test lại cái vùng lách line này, thì bây giờ phải chờ phá lách line này thì nó mới xác nhận mô hình hai đỉnh. Đấy, chuẩn bài nó là như thế. Như đấy gọi là một mô hình thì tùy thôi, đánh các bạn cũng phải để ý. Đánh mô hình bây giờ mà không khéo thì dễ fail rất là nhiều. Đấy, thì cái xu hướng như các bạn mình cập nhật lại nói lại cho các bạn một nữa nhé. Đấy, thì cái xu hướng giảm từ đây thì có thể nó sẽ quay lại nó test lại cái vùng 36 này. Đấy, nhưng với mình kỳ vọng thì nó vẫn sẽ tắt vùng 36 để vùng 44, thì vùng cái vùng 44 này có thể vùng về đến nhất. Đấy, trong quỳnh giá nó sẽ có đi lên đi xuống nhưng nó không về một lèo đâu, nhưng mà với đợt này mà mình nghĩ nó giảm thì nó sẽ giảm những cái như kiểu bên này này, bên những cái cây giảm này hai cái đến ngày là tăng rất là mạnh từ vùng 44 lên đến tận vùng 50 này, thì mình nghĩ đợt này nếu mà nó giảm thì nó sẽ giảm mạnh như thế. Đấy, quay về lại nó test vùng 4 luôn. Đấy, thì trên đây là một số cái xu hướng, một số cái update cập nhật về Bitcoin mình muốn gửi cho các bạn, nó có thể đúng thể sai thì các bạn nên coi nó một cái kênh tham khảo. Ok, còn những ai mà cảm thấy không thích thì chúng ta có thể không xem video, thì đấy là tùy các bạn thôi. Đấy, sau đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Thì đợt tới mình cũng sẽ nghĩ ra nhiều cái hay ho hơn để mình làm. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.